chàng ngốc già mến chào các bạn sau khi podcast vừa rồi về bảo hiểm nhân thọ đó thì ngốc được trao đổi với các bạn rất là nhiều qua cái kênh blog chàng ngốc già .com và facebook cũng như là, là email thì ngốc rất là vui bởi vì cái podcast nó có một cái nhược điểm là không có cái sự tương tác nhưng mà bởi vì vậy cho nên là ngốc đã có cái blog và cái facebook thì và kể cả email thì rất là vui khi mà được trao đổi thêm với các bạn về những cái chủ đề mà ngốc đã trình bày trong cái podcast hoặc là các cái bài viết mà ngốc đã được đăng ở trên các cái báo ở, ở việt nam vui lắm các bạn à. à nhìn cái số lượng mà các bạn nghe và cái lượng mà các bạn đọc bài cái số lượng thống kê của cái blog là sướng nhức nách luôn đó nghĩa là cái số nó nhảy lên mà mà mình nói chung là cũng 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 hồi hộp và vui nữa thì đấy là ngóc chia sẻ với các bạn À, và bây giờ thì <laughs> có lẽ là khi mà search Google đó thì cái 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 từ khóa chàng ngốc già bây giờ nó còn là nổi tiếng và phổ biến hơn là ca sĩ Đình Trí à, ý lộn à, tiến sĩ Đình Trí. À, hồi trước khi mà search Đình Trí thì hay ra là ca sĩ Đình Trí con trai của nghệ sĩ Lệ Thủy đó. À, nhưng mà bây giờ thì search chàng ngốc già thì nó ra còn nhanh hơn nữa. À, hôm nay thì ngốc sẽ chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện về một cái chủ đề liên quan đến tài chính cá nhân và cái này à, khi mà ngốc phát hiện ra đó thì cũng rất là bất ngờ à, trước đây khi mà phát hiện ra và ngốc có thể gọi đây là một cái cây đũa thần ở trong cái tài chính cá nhân à, các bạn có biết cái đó là cái gì không à, có thể là một vài bạn đã đã biết rồi ha đó chính là cái tỷ lệ tiết kiệm trên thu nhập À, tiếng Anh nó gọi là cái uh, saving rate à, thì cái này nó mình gọi là cây đũa thần hay là vũ khí hạng nặng hay là tuyệt chiêu cái gì cũng được nhưng mà phải nói là cái uh, cái lợi ích của nó hoặc là cái cái sức mạnh của nó nó kinh khủng luôn các bạn à, thì mình sẽ lấy các cái một một số cái ví dụ minh họa cụ thể ha và và kể cả những cái câu chuyện à, chắc trước tiên thì mình mình lấy một cái ví dụ là một cái câu chuyện người thật việc thật đi ha phía vợ mình là có cái nhà ở ngoại ô Sài Gòn thì mình mới thấy là gần đó mới có một cái người hàng xóm là một cái cặp vợ chồng người Bắc họ 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 đến và họ thuê thôi họ thuê nhà họ ở rồi người vợ thì mở một cái xe bán bánh mì người chồng thì mở một cái gọi là giống như bơm giá xe xe đạp xe Honda đồ này nọ vậy thôi nhưng mà các bạn biết là quá bất ngờ ha, sau vài năm mình như là vài năm thôi thì họ có thể mua được một cái miếng đất và sau đó là họ dựng họ xây một cái nhà cấp 4. và bất ngờ hơn nữa là sau hình như là khoảng đến bây giờ chắc khoảng chừng 10 năm thôi và bây giờ là họ đã mua được thêm một cái miếng đất bên cạnh nữa rồi. Và cái nhà của họ thì họ được xây to hơn. Như vậy thì cái bí quyết ở đâu? làm sao mà 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 họ có thể mà với cái mức thu nhập như vậy thì làm sao mà họ có thể mua được à, được đất và cất được nhà và mua thêm đất à, thì khi mà mình ngẫm lại thì đúng là chỉ có một cái à, cái bí quyết của họ thôi và bí quyết của họ đó chính là cái saving rate uh, saving rate cái tỷ lệ tiết kiệm trên tổng cái cái thu nhập thì bây giờ thì mình sẽ lấy một cái ví dụ minh họa cho các bạn để thấy rằng là cái sức mạnh kinh khủng của cái cái tỷ lệ tiết kiệm trên thu nhập mình lấy một cái ví dụ đơn giản ha ví dụ như một bạn trẻ đi các bạn đang sống ở thành phố hồ chí minh hay là hay là hà nội đi bây giờ thu nhập của các bạn nha mình nói đây là thu nhập chứ không có phải là lương thì thu nhập của các bạn là à, cái này thì ở Việt Nam nó nó khác với lại các nước ha. ở các nước khác thì uh, lương thì hầu như là nó chính là cái thu nhập của hầu hết người dân còn ở Việt Nam mình thì uh, nhiều khi cái uh, lương nó không giống cái thu nhập Cho nên khi mà mình khai lương thì cái bạn các bạn nước ngoài nhiều khi là thấy rất là ngạc nhiên nhưng mà các bạn không biết là nhiều khi thu nhập nó gấp uh, gấp chục gấp trăm lần ha trong trường hợp này thì mình lấy cái ví dụ là thu nhập ha thì thu nhập của một cái bạn ở thành phố hồ chí minh hay hà nội mình lấy ví dụ là 15 triệu một tháng đi thì tính ra là một năm mình gọi là thu nhập là 180 triệu một năm đúng không các bạn bây giờ khi mà các bạn làm một cái mô phỏng ở trên cái file excel đó à, Cái gì thì ngốc sẽ gửi kèm cái file excel này cho các bạn thì các bạn làm mô phỏng nếu mà cái tỷ lệ à, tiết kiệm nó có ba mức khác nhau là 10%, 30% và 50%. Và khi mà mình giả dụ cái tỷ suất mà sinh lợi đó, cái return on investment đó, cái cái ROI đó, là nó là 7% thôi nha, 7%. Thì với ba cái mức mà tiết kiệm là 10% ba mươi phần trăm và năm mươi phần trăm trên tổng cái thu nhập á thì các bạn sẽ thấy rằng là cái giá trị tài sản ròng của cái người đó nó nó khác nhau kinh khủng luôn à, bây giờ thì mình sẽ đọc cái kết quả đầu tiên ha À, ví dụ như là nếu mà trong trường hợp mà tỷ lệ tiết kiệm là 10% à, phần trăm á, trên tổng thu nhập á thì sau 5 năm bạn đã có được 105 triệu, sau 10 năm thì bạn đã có được 251 triệu và sau 15 năm thì bạn đã có được là 455 triệu. Bây giờ cũng cái à, lãi suất à, sinh lợi tỷ suất tỷ suất sinh lợi là 7% như vậy nhưng mà nếu mà cái tỷ lệ tiết kiệm mà nó tăng lên là thành 30% từ 10% lên 30%. Thì sau 5 năm bạn đó đã có 315 triệu, sau 10 năm là có 753 triệu và sau 15 năm là có một khoảng 1 tỷ tư. 1 tỷ tư. À, các bạn thấy là như vậy là chỉ cần cái tỷ lệ tiết kiệm nó tăng từ 10 lên 30%. Thì sau 15 năm cái tài sản đó nó tăng lên gần gọi là 3 lần, hơn 3 lần. À, từ 450 triệu mà lên tới 1 tỷ tư. Còn bây giờ nếu mà các bạn chuyển sang cái à, mô phỏng một cái giả định thứ ba đó là cái tỷ lệ tiết kiệm mà là 50%. À, 50% có nghĩa là chi tiêu trong cái 50% của cái thu nhập của mình thôi. Thì với cái mức thu nhập mà 15 triệu đó, sau 5 năm bạn đó tiết kiệm được là 525 triệu. Sau 10 năm thì bạn đó có được là 1 tỷ 255 triệu. Và sau 15 năm thì bạn đó có được là 2 tỷ 2, à, gần 2 tỷ 3. Như vậy các bạn thấy là nó nếu mà cái tỷ lệ tiết kiệm nó tăng lên từ 30% mà lên 50% thì sau 15 năm à, cái số tiền à, có được cái tài sản có được đó nó gần gấp đôi so với tiết kiệm 30% và nó gấp 5 lần so với tiết kiệm 10%. Các bạn thấy kinh khủng không? Như vậy là bây giờ các bạn đã có câu trả lời là tại sao mà mình thấy là những cái người mà nhập cư mà những cái người mà vào các cái đô thị lớn á, mà người ta sống tiết kiệm á người ta sống uh, tàn tiện đó thì như vậy là họ có khả năng mua nhà và, và và đừng có ngạc nhiên và đặc biệt là những cái bạn mà quen sống ở thành phố mình ở trong nhà mình uh, mình không có tiết kiệm bao nhiêu hết mình thấy sẽ là một cái bất ngờ lớn của mình đúng không Nhưng mà khi mà mình đặt cái bút xuống mình tính thì mình sẽ thấy rằng là nó có nó có lý do và uh, nó có thể làm được uh, mình lấy ví dụ như nếu mà hai vợ chồng đó thu nhập mà 15 triệu một tháng mà họ tiết kiệm là 50 phần trăm thì như vậy là sau 10 năm là họ cũng có được 1 tỷ ba rồi và như vậy là sau 5 năm là họ đã có hơn gần năm trăm rưỡi triệu rồi và năm trăm rưỡi triệu thì thời thời điểm đó là có thể mua được uh, miếng đất căn nhà ở vùng ngoại ô đúng không các bạn đấy cho nên là uh, quay lại cái chuyện mà cái tỷ lệ tiết kiệm nó nó quan trọng cực kỳ luôn hôm trước có một cái bạn hỏi uh, ngốc là trên cái facebook uh, là hỏi là à cái chuyện mà mua nhà căn nhà đầu tiên À, thì mình mình nói luôn là vấn đề là các bạn có muốn hay không thôi còn giải pháp là có và làm được vấn đề là các bạn có à, có có kiên định với lại cái à, cái kế hoạch tài chính của mình hay không thôi hồi xưa thì à, ba mẹ ngốc có nói cho ngốc nghe là nói lại cái lời của ông nội thôi à, đó là ông ông nội có một cái câu mà rất là rất là rất là, rất là tâm đắc đó là à, ít làm hài tiện có dư làm nhiều tiêu dữ cũng như không làm và cái câu này nó nó rất là đúng trong cái trường hợp khi mà cái tỷ lệ tiết kiệm của mình trên cái thu nhập của mình cao thì bây giờ đối với các cái bạn trẻ mà đang à, sinh sống và làm việc ở các thành phố lớn ví dụ như là thành phố hồ chí minh hà nội hay đà nẵng đó bây giờ các bạn hỏi là mình có có mua nhà được hay không thì ngốc khuyên là à, ngốc nghĩ là được ha? với cái thu nhập của các bạn mà các bạn là lao động có kỹ năng có trình độ à, thì mình lấy một cái ví dụ giống như hồi nãy đó là thu nhập mà khoảng 15 triệu một tháng Nếu mà các bạn có được một cái tỷ lệ tiết kiệm cao ví dụ như 4 hoặc là 50% thì các bạn hoàn toàn có thể uh, mua được nhà và và mình khuyên các bạn là nên cố gắng uh, mua được một cái uh, nhà một cái căn hộ uh, của mình Tại vì kể cả trong trường hợp các bạn vay đi đó, thì các bạn cũng đang trong cái quá trình tích lũy để tạo tài sản cho mình mình lấy một cái ví dụ như là chuẩn của thế giới đó khi mà người ta so sánh giá nhà đất của các cái thành phố lớn trên thế giới đó người ta sẽ lấy một cái căn hộ ở gần gần trung tâm thành phố và có diện tích là 60 mét vuông cho nên ví dụ như là ở sài gòn và thành phố hồ chí minh nếu một căn nhà sáu một căn hộ chung cư mà có diện tích 60 mét vuông mà giá nhà trung bình khoảng là 50 triệu trên một mét vuông đi thì tính ra nó khoảng 3 tỷ đồng và nếu mà 3 tỷ đồng như vậy thì các bạn cần tiết kiệm là khoảng 15 đến 20 năm. À, 15 đến 20 năm. Đấy là một người. Mà nếu mà là hai người thì cái thời gian nó giảm lại thôi. Cho nên kiếm một đứa nữa nó gánh với mình. thì trong trường hợp đó là khi mà có hai mình rồi thì cái cái tỷ lệ tiết kiệm nó cũng như vậy. Nhưng mà do cái thu nhập nó tăng thì trong trường hợp đó số năm nó sẽ giảm. Và trong cái giả định này ngóc giả định một cái còn cái nó có một cái giả định là các bạn mình giả định là cái thu nhập này là nó nó cố định nha trong vòng 10 15 năm nhưng mà đối với các bạn trẻ thì nó thay đổi chứ các bạn sau 3 năm à, sau 5 năm các bạn lên senior các bạn được promo thì lên thì đương nhiên cái thu nhập nó sẽ tăng và khi mà cái thu nhập của bạn tăng hơn cái mức giả định 15 triệu một tháng thì đương nhiên cái thời gian mà à, để mà đạt được cái mục tiêu tài chính của các bạn thì nó sẽ à, rút ngắn lại cho nên là cái chuyện mà hiểu được cái 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 cái, cái sức mạnh của cái saving ray này thì nó nó kinh khủng lắm nó rất là uh, rất là giúp các bạn tạo được một cái uh, tài giá trị tài sản rất là lớn nhưng mà vấn đề là chỗ nào à, vấn đề là bây giờ mình biết nhưng mà mình làm như thế nào thì cái khó nhất vẫn là cái thái độ thôi có nghĩa là cái thái độ có nghĩa là cái uh, cái sự kiên định uh, uh, của mình tiếp theo là làm sao thì thì thì, thì tiết kiệm được thì cái này thì nó có nhiều trường phái lắm à, khi các bạn đọc nhiều các cái sách về dạy về tiết kiệm về tài chính cá nhân đó thì người ta thường à, nói đến là cái 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 lối sống gọi là à, tiết kiệm hoặc là thanh đạm đó gọi là frugal hoặc là ví dụ như là nói về cái chủ nghĩa bản chất hay thiết yếu à, essentialism hay là chủ nghĩa tối giản à, à, minimalism chẳng hạn đúng không thì cái này thì nó có nhiều cái 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 assist có nhiều cái um, chiêu có nhiều cái mẹo để mà giúp các bạn tăng cái tỷ lệ tiết kiệm của mình à, nhưng mà uh, cái quan điểm mà cá nhân của ngốc á thì đối với các cái bạn mà đang là trẻ mà mình dưới 30 tuổi đó À, thì ngốc nghĩ là mình mình tiết kiệm nhưng mà mình không quá khắc khe mình quá nói làm sao nhỉ nói cái nghĩa là không đừng có quá khắc khổ nó tạo thành giống như là bủn xỉn á, thì cái đó là tuyệt đối không nên à, tuổi trẻ của mình là mình cố gắng mình tăng cái thu nhập của mình mình tăng cái tỷ lệ tiết kiệm của mình nhưng mà cũng phải đầu tư đầu tư thứ nhất là đầu tư chuyện học hành nè tăng cái kiến thức tăng cái chuyên môn của mình lên để sau đó nó sẽ tăng cái thu nhập của mình một cái đầu tư thứ hai là nên đi du lịch du lịch các bạn đi càng nhiều càng xa càng tốt lúc đó là các bạn sẽ có những cái idea rất là mới có những cái quan sát rất là mới và có những cái ý tưởng có những cái mối quan hệ mới có những cái công việc mới và khi mà các bạn mở một cánh cửa ra đó thì đằng sau nó nó còn nhiều cánh cửa khác nữa rồi à, à, vấn đề là tạo lập các cái mối quan hệ tốt à, và bền vững mình có trích một cái câu nói của à, navan đó các bạn mà đọc cái à, facebook chàng góc già thì có biết là mình rất là thích à, navan một cái tinker hiện đại thì thì ổng có nói rằng là cái khi mà xây dựng được những cái mối quan hệ với những cái người tốt và dài hạn đó thì cái lợi ích của nó vô cùng à, vô cùng lớn và khi mà có được một cái à, tỷ lệ mà tiết kiệm à, cao à, một cái tỷ lệ tiết kiệm trên cái thu nhập mà cao đó thì những cái người này á, là đa phần họ sớm đạt được cái tình trạng gọi là à, độc lập tài chính hay là tự do tài chính à, lần trước đó trong cái podcast đầu tiên nói về hai cái bí quyết mà tạo lập tạo dựng tài sản đó à, Ngốc có nhắc là thứ nhất là phải tiết kiệm và cái à, thứ hai là mình phải à, gọi là liệu cơm à, gấp mắm đó mình phải sống dưới lại à, làm sao làm đi nữa tùy cái thu nhập của mình nhưng mà mình phải để có một cái khoản để dành ra bên cạnh ha thì khi đối với những người mà có cái tỷ lệ mà tiết kiệm cao á thì cái khả năng mà độc lập tài chính hay tự do tài chính của họ đến rất là nhanh hôm trước ngốc có nói rằng là sẽ làm một cái podcast về giải thích là cái sự khác nhau giữa độc lập tài chính và và tự do tài chính đó thì hôm nay ngốc giải thích nhanh luôn có cái sự khác nhau giữa độc lập tài chính uh, gọi là financial independent đó, hoặc là tự do tài chính gọi là gọi là freedom đó. thì cái độc lập nó khác cái tự do ở chỗ nào uh, cái độc lập có nghĩa là có thể là mình đang có cái mình vẫn đi làm ha mình vẫn có uh, các cái khoản phải trả nhưng mà độc lập ở chỗ là cái dòng tiền vào của mình nó đủ để mà nó cover hết nó 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 trang trải hết tất cả các cái chi phí à, tất cả các khoản chi trả cần thiết à, các khoản phải trả và mình vẫn có những cái khoản à, tiết kiệm và đầu tư bên cạnh còn cái tự do tài chính có nghĩa là gì tự do tài chính có nghĩa là lúc đó là mình không cần làm gì hết nữa đó có nghĩa là à, khi mà cái 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 chi phí của bạn đó nó được cover bởi cái nó được bao trang trải bởi cái lợi nhuận từ cái vốn của bạn tạo ra có nghĩa là khi mà bạn có cái return on investment đó, nó cover được hết các cái chi phí của bạn thì lúc đó bạn ngủ bạn đi toilet bạn làm gì đi nữa thì tiền nó vẫn đẻ ra tiền và và cái tiền từ cái cái hoạt động từ cái vốn của bạn đó cái hoạt động đầu tư của bạn đó nó trang trải được hết cho tất cả các cái chi phí cần thiết của bạn và lúc đó thì một người cái người mà đạt được cái trạng thái như vậy thì được gọi là à, tự do tài chính hoàn toàn ừ, tự do tài chính hoàn toàn thì có những cái người đó họ tính rằng là à, họ sẽ tích lũy được một cái tỷ lệ tiết kiệm nhất định đúng không sau đó là bắt đầu họ sẽ coi như là họ nghỉ hưu sớm họ nghỉ hưu sớm bởi vì sao họ tính rằng là à, cứ mỗi năm đó họ sẽ lấy ra một cái số tiền vừa cái lãi và một trích ra một phần cái cái vốn gốc đó và họ sống cho cái thời gian còn lại cái số năm còn lại còn có cái những người khi mà cái họ có một cái cái số lượng mà tích lũy nó quá lớn rồi đó thì nội cái tiền lãi không thì họ cũng gọi là sống cả đời có nghĩa là cái lợi nhuận từ sinh ra từ cái vốn mà họ đã tích lũy từ trước đó nó dư trang trải các chi phí của họ thì thì trong trường hợp đó là cái tài sản của họ chỉ có tăng thêm mà thôi thì đấy thì hôm nay là ngóc chia sẻ với các bạn một cái à, gọi là cây đũa thần hay là gọi là một cái vũ khí hàng nặng trong cái tài chính cá nhân đó đó chính là cái tỷ lệ tiết kiệm trên cái thu nhập của mình À, một cái tỷ lệ mọi người hay khuyến khích là từ 10 đến 20% nhưng mà nếu mà các bạn có thể cố gắng được mà nâng nó lên là 30 phần hay năm 35 năm 30 phần trăm hay 50 phần thì thì quá tuyệt vời ha. À, cái tuyệt vời không chỉ là cái số số lượng cái số tiền mà các bạn tích lũy lớn ha và đầu tư và cái quan trọng hơn nữa là các bạn đã rèn luyện được cho mình quen với lại cách sống với những cái chi phí như vậy có nghĩa là mình mình rèn cho cái bản thân mình hay là cái cái gia đình của mình đó mình kiểm soát chi phí rất là tốt ha và mình mình sống được với cái 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 cái, cái, cái gọi là cảm thấy là thoải mái được với cái chi phí mà mình mình sử dụng cho nên là cái đó là một cái cực kỳ quan trọng tại vì khi mà mình mình quen sống với lại cái sự thanh đạm rồi tiết kiệm rồi đó thì nó là một cái cái ý thức các bạn thấy là mình để mình quan sát là hầu như rất 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 nhiều người giàu họ có cái cuộc sống thanh đạm ha các bạn có thể lấy câu chuyện của uh, warren buffett hoặc là các bạn có thể một cái câu chuyện nữa là cái uh, tỷ phú mà cái um, cái ông tỷ phú mà ông đã tài trợ cho cái kính tiến cho cho các cái bệnh viện ở Việt Nam các cái trường đại học ở Việt Nam vân vân đó à, ông chủ của cái hệ thống uh, gọi là duty free shop đó các bạn và một người thứ ba nữa đó là rất là ngưỡng mộ cái cuộc sống tối giản thanh đạm đó là ông chủ của cái hãng Ikea các bạn nghe cái thương hiệu Ikea đúng không các bạn biết là có những cái lần mà ông đi qua thăm nhà máy ở Việt Nam đó, là ông tranh thủ cắt tóc ở Việt Nam đó các bạn Ông nói là cắt tóc ở Việt Nam là rẻ nhất mà đẹp nhất. <laughs> cho nên là đấy, khi mà kể cả người ta đã có tiền rất 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 nhiều tiền rồi, nhưng mà bởi vì khi mà người ta quen với cái cuộc sống thanh đạm rồi đó thì uh, cái chi phí cho cái cuộc sống của họ nó cũng rất là thấp và càng thu nhập càng cao mà họ vẫn giữ được cái cuộc sống thanh đạm như vậy thì cái tỷ lệ tiết kiệm của nó nó tăng lên kinh khủng. À, nếu mà ổng có cái cuộc sống thanh đạm như vậy và tài sản hàng đã lên đến hàng trăm triệu đô la hoặc hàng tỷ đô la thì cuối cùng cái chi phí đó nó là một cái epsilon một cái epsilon quá nhỏ so với lại cái thu nhập và cuối cùng nó nó, nó dẫn đến là cái tỷ lệ tiết kiệm tăng đến là giống như là vô cùng như vậy thì hôm nay là Ngọc đã chia sẻ với các bạn về cái saving rate ha trong đấy là một cái yếu tố cực cực kỳ quan trọng trong cái tài chính cá nhân mà dẫn các bạn đến cái độc lập tài chính hay là tự do tài chính hoàn toàn ngày hôm qua đó ngày 27 tháng 3 đó thì cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam VWVA đã ra mắt cộng đồng ở Hà Nội thì các bạn chắc nhiều bạn cũng biết đó thì ngốc vinh dự nằm trong cái hội đồng cố vấn cùng với rất là nhiều anh và các bạn giỏi khác thì rất là đấy là một cái vinh dự rất là lớn của ngốc và ngốc mong là sẽ được đồng hành cùng với lại vwa trong cái việc mà phát triển về cái cộng đồng à, cố vấn tài chính Việt Nam nâng cao cái hiểu biết về tài chính mỗi cá nhân nó đóng góp một phần vào trong cái à, sự phát triển cho cái tiến trình à, độc lập tài chính hay là tự do tài chính của của các bạn à, và của chúng ta. À, Ngốc cảm ơn các bạn rất là nhiều và mong hẹn gặp lại các bạn trong cái podcast à, à, lần tới. À, mong các bạn có những cái khoảnh khắc à, vui vẻ với người thân và, và gia đình. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại